Ready? Zom Hunt. Everybody make. Man, it's stormy been a knowing game. Come on, come on. Tap, tap, jump, jump, jump. Bà bố khỉ chứ, tôi ở đoạn kia nhìn thấy nhà rồi mà tắc cứng không tài nào về nổi. Ôi trời đất ơi, lúc bây giờ nhá, tôi muốn vứt bố nữa cái xích đồ đi bộ về cho nó nhanh, đời sao nó khổ thế chứ lị. Mà bà Tố Việt ạ, tôi tính kỹ rồi, thôi thì vợ chồng mình cố gắng làm ăn vài năm nữa xong là về quê hưởng già thôi, chứ ở đây chết sớm. Tôi không biết bao giờ mới bỏ cái tư tưởng đi. Hở một tí là về quê là về quê. Nó chưa bao giờ tôi thấy ai mà nói là người nhà quê mà sướng hơn người Hà Nội cả. Thế ông nghĩ xem, mình ở Hà Nội nhá. Ừ tuy là thế thôi. Thế nhưng nó rất là tiện ích. Mở cửa ra một cái là hàng quán, đằng kia là bệnh viện, kia là trường học, kia là khách sạn, muốn gì có đấy. Nào, riêng trướng à? Thôi, về quê về quê. Tôi xin bà. Khiếp, ở trên đây ấy được hưởng mấy cái lợi ích ấy. Thế nhưng mà chết sớm. Bà cứ ra ngoài đường hít bụi mịn như tôi xem, một hôm ấy có khi đòi về quê sớm ấy chứ. Ai mà chẳng biết là ông vất vả hả? Nhưng mà tôi nói ông nghe, kiểu gì thì kiểu vợ chồng mình vẫn phải bám trụ ở cái đất này. Mình còn phải nghĩ đến đời con, đời cháu mình nữa chứ. Giờ lúc nào cũng về quê. Ô anh. Này, thời buổi này nhá, chả biết thế nào mà nói trước đâu. Mà tôi nói cho bà nghe nhá, về quê hưởng già nhá, toàn đại gia đấy chứ chả chơi đâu. Vâng, đại gia. Rồi, thôi thôi đây, đại gia ăn đi cho tôi nhờ nha. Nguội hết cả rồi. Đợi bao nhiêu lâu cơm canh nấu xong cứ ngồi đợi nhá, bao giờ nhá. Giàu có thật sự cứ cày cuốc đi nhá, trở thành đại gia tha hồ đi về quê nhá. Ông muốn trồng rau nuôi gà ấy, muốn làm gì làm nhá. Vâng, mà chả còn chỉ được móc máy trồng giỏi thì cô lão ăn cắp tràn vào đây. Không được không uống. Phí quá cái gì sĩ diện. Uống nốt. Chà, quên mất cái xô nước rửa chén đang hứng ở trong kia. Cô hai. Sao nước non gì vậy? Hứng ở đầu vòi ra mà lại đen xì xì này nhỉ? Còn mùi. Đúng. Thôi thôi tanh tanh nữa. Này, từ sáng giờ chị có dùng nước không? Nước chị có vấn đề gì không? Tao chả dùng cái gì đâu, đây mới hứng vào xô nước ra rửa chén đấy này. Ôi giời, đưa xem nào. Đây. Xem nào. Mày nhìn tao cái mày. Ôi giời, sao mà nước mà đen ngòm thế này hả chị ơi? Hay là nó chơi chị nhỉ? Chơi gì mà chơi. Nước nhà em cũng y hịt nhà chị luôn. Cũng đen ngòm như thế này. Ôi giời ơi. Mà nước non như thế này thì ai mà dám dùng được. Chẳng hiểu nó có vấn đề gì nữa. Thôi chết rồi. Tao đang nghĩ xem đứa nào nó lại chơi mình. Nhưng hóa ra nước như mày cũng thế thì chắc là do nguồn nước rồi. Thế nào nhỉ? Thôi bây giờ như này. Em với chị đi kiểm tra từng nhà xung quanh xem. Ừ. Có cái hiện tượng nước như này không? Chết giời. Nha. Đúng rồi, chị, đấy phải... chị đi hướng này. Đi. Em đi hướng này. Đi hỏi xem mấy nhà xem nó thế nào. Đi. Cái gì đấy? Chó với mèo nó đây. Em chim, phụ chim đây. Mày làm gì đang buổi sáng mày không ngủ mày đi đâu đấy? Mày làm cái trò gì mà trông những người ngoài hành tinh thế này? Em mà không sang anh chị chết khác luôn. Vừa có thông tin chính xác về cái vụ ô nhiễm nước ấy, là
mấy thằng ấy nó đổ dầu vào đầu nguồn sông. Bây giờ nước ô nhiễm dạng nặng rồi, thuộc dạng diện rộng rồi, còn lâu mới có nước sạch dùng. Em nghe một cái thông tin nữa là có một cái xe nước cứu trợ ấy, nước sạch ấy về đến đầu làng mình đây này. Dậy nhanh đi mà hứng nước đi. Thế thì chết rồi. Mà thằng nào nó lại chơi ác ôn thế nhỉ? Thế thì ra hứng nước thôi. Nhưng mà nhà mình là có cái gì đâu mà chứa. Từ xưa đến nay không chứa chứa nước bao giờ đâu. Okay, nhìn em bên này. Có xô dùng xô, có chậu dùng chậu, có ấm dùng ấm, có can dùng can. Hả? Gì cái gì ở trong nhà này này mà hứng được nước là mang đi. Rồi, hiểu rồi. Nên là không có nước mà dùng đâu. Chậu. Ê, chưa lại. Anh thì nhớ há mồm rộng ra mà hứng hứng nước. Cô láo ẩn cặp. Sắp rồi, cái kia xe nước nó về tới chỗ nhà văn hóa của xóm mình đấy. Đất là hơi. Ôi giời ơi, thế thì khẩn trương lên. Nhanh lên chứ còn gì nữa. Tự nhiên sống lại cái thời bao cấp thế này. Nhanh quá, bẻ lái đi. Phú chim gấp chèn lấn xô đẩy các kiểu, nó kéo cho tụt hết cả quần nhá, nó đổ hết cả nước, không có nước mà dùng. Mà ba vừa bảo kéo dài một tuần đấy. Xin lỗi bà đi nhé. Thế nào? Bà chẳng yêu cái gì cả. Ba tưởng đổ dầu thải vào đầu nguồn ấy mà đơn giản à? Hả? Khi mà dầu nó xuống nước nó lan tỏa ra. Bây giờ ấy lọc được cái dầu ấy ra khỏi nước ấy là cả một vấn đề ấy. Một tuần là thế nào? Có khi cả đời không có nước mà dùng ấy chứ đùa đâu. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, cả xã hội người ta bị, có phải riêng nhà mình đâu. Chấp nhận thôi mới làm nào. Ngồi đây tôi phải đi xuống tôi đun đống nước rồi nữa. Khát khô cả cổ rồi. Ông ơi. Hả? Sao mà nước trong như thế này mùi cứ tanh tanh nhỉ? Tanh lắm ấy. Là tanh thế nào? Bố láo ẩn cắp gì? Thế xe gì? Bồn người ta chở đến là nói gì? Đây thì ngửi đi, tôi nói điều không à? Ngửi xem nào. Mũi hít rượu cho nó lắm vào là chả ngửi ra mùi gì, đúng không? Ừ. Tanh không? Ôi nhỉ? Sao nhỉ? Có mùi tanh tanh khắm khắm. Eo ơi. Thế là thế nào nhỉ? Chết rồi, đấy. Xe cấp nước cho dân mà cứu dân mà cứu thế này thì chết à? Chen lấn xô đẩy mới được gần này nước, mà chỗ này thì hay là để tôi đi tôi hỏi cho ra nhẽ nhỉ? Có lẽ đi hỏi đi. Chứ cấp nước kiểu này khẩn cấp cứu dân mà lại thế này thì có mà chết à? Hả? Ôi, chỗ này ăn không được uống không xong, hay thôi để đây để tắm vậy. Bà bị thần kinh à? Tắm là tắm thế nào? Người tôi nó đẹp như tượng thế này. Bây giờ nhá, tắm cái nước này nhá. Bên trong này nó có hóa chất, nhớ. Nhẹ thì bị ghẻ lở hắc lào, nặng ấy là phát ban rồi ung thư. Thế ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi hả? Thì bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ sách lễ mẽ như thế về đến đây thì đổ đi à? Khổ thế chứ lị. Khát khô cả cổ mà cũng không có miếng nước mà uống. Trong khi đó thì cứ phải nói nhiều với cái mụ này. Tôi nói nhiều. Để đấy tôi đi hỏi. Ví quá ông ạ.
Tiền đã không có rồi mà cứ phải móc túi ra để mua nước sạch và rửa rau vo gạo này chết. Xót cái con khỉ. May ý, là vợ chồng mình ra sớm cho nên có nước mà mua đấy. Mà sao bà nói rằng là cả xã hội người ta bị thế chứ có riêng gì nhà mình hả? À, tôi nói cho bà Tú Vịt nghe này. Đói ăn ấy thì có thể ngắc ngoải được vài hôm, chứ mà đói nước ấy mà chết ngay lập tức. Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt đâu, ông phải ngồi đấy mà xà xẻo. Nói để mấy giờ nói móc nói máy. Đi vào mà tắm đi. Mấy ngày hôm nay không tắm mà người thơm nóng rồi không chịu đâu nhá. Ôi ôi. Vâng. Bà cứ làm như là bà thơm lắm ấy. Đúng lề. Tú Vịt chê xỉu rằng hôi. Xỉu với trả lời cả họ Tú Vịt thơm. Chả biết thơm hay thối nhá, nhưng mà hôm nay tôi sẽ được trải nghiệm tắm bằng nước tinh khiết. Hoa hậu cũng chỉ đến thế thôi. Nói thật như cuộc đời tôi chưa bao giờ được sang chảnh như thế. Chuyện người thành phố mà lại. Trời vâng. Không phải nghe răng ra mà cười. Nhớ đi tắm nha, xong rồi hứng cái nước thừa của tắm để tôi lau cọ nhà vệ sinh nha. Đây. Đang vô gạo. Đang vô gạo cứ nói đi. Khổ quá. Này, bà cho tôi tắm cái nước gì mà sao toàn rau thế này hả? Thì là nước rửa rau thừa đấy, ông tắm đấy còn gì. Ôi, bố lão ăn cắp chứ lì lì lì. Nước rửa rau mà bà cho tôi tắm à hả? Chứ nước mà ông tắm xong tôi đem rửa rau có mà ô nhiễm hơn cả dầu thải à? Cái con mụ này, hâm à hả? Hâm gì? Bà có biết rằng cái nước rửa rau của bà nhá, nó toàn đất, rồi là sâu. Tôi tắm lên người ấy, nó ghẻ lở hắc lào thì làm thế nào? Ông yên tâm đi, nghiến răng để mua rau hữu cơ, rau sạch rồi. Cho nên về rửa, lấy cái nước rửa đấy tắm thoải mái. Thậm chí là đun nước ăn được có làm sao đâu. Bà kỳ bò nó vừa vừa phải phải thôi. Vợ mới chẳng còn thì bố láo ăn cặp. Thằng này làm ra tiền nhá. Tắm được máu rồi. Đông mà nắng thế chị. Đây, ông uống cái này đi cho nó nhanh. Nước non bây giờ lấy đâu ra mà đun mà hãm chè. Chả nhẽ đun cái này lên hãm chè quá tội. Uống cái đấy đi. Không biết đến bao giờ mới hết cái tình cảnh này đây. Mẹ bảo, cái xe mà chở nước đến cho mình dùng ấy, nghe bảo ấy, cái xe đấy trước đây là đựng nước để tưới cây đấy. Ôi giời, là bây giờ chả biết tin vào đâu được nữa. Thật đấy, nhà chị nhá, toàn người lớn thì đã đành. Ừ. Nhà ai bây giờ toàn người già với con trẻ lúc đau đầu thật. Nước non này chết thì... Ôi giời, xe chở nước đến rồi chị ơi. Tranh thủ đi xếp hàng luôn. Hả? Mình lấy về không uống nhưng mà mình cứ giặt quần áo đỡ tí nào hay tí đấy. Ờ. À, nhìn có vẻ sạch nhỉ. Chắc là người ta cũng thau rửa xe rồi đấy. Cái gì? Hả? Chết cha! Sao? Mày vừa nói thau rửa chị mới nhớ. Sao? Chị đưa ông xỉu hôm nay ông đi thau rửa cái bể ngầm nhà chị. À. Thả ông cứ xuống đấy chị lại đi mất. Chứ còn ai đưa thang cho ông ấy lên nhờ. Chị Tú ơi, chị đúng là dâu hiền rể thảo đấy. Nhanh về đi, không thì tí nữa lại vớt xác chồng bây giờ. Okay. Em cũng phải đi hứng nước ấy chứ lị. Mày mà về kịp đấy chứ không thì đứt. Vợ mà chả con, bố là hoàn cặp thế. Rồi chả hiểu sao đầu óc tôi lại lú lẫn đấy. Tôi quên hẳn ông còn đang dưới bể nước kìa. Nhắc chị đi. Thôi giờ ông uống cái cốc nước này đi cho nó tỉnh táo đấy nào. Thôi, uống cái nước đấy khác gì nước độc đâu. Còn nước mít gì nữa. Thôi, anh ăn nghỉ đi nhá. Nằm nghỉ đi, nghỉ ngơi đi nhá. Tí nữa mà xe nước mà đến ấy thì là ra đấy nhá. Em lấy nước cho, được bao nhiêu thì chia đôi làm hai nhà, được chưa? Thế thì mày giúp anh cái nhá. Dạ, rồi. Anh nghỉ ngơi một tí. Ông đây, ông đây, ông dọa chết rồi đi ạ. Tự dưng nó trợn trừng trợn trạc, mình sợ thế. Chào đây giật bắn cả người. Ra sân gần trước. Làm gì? Gì? Chị em chúng mày không nghe thấy tiếng sấm mà. Hả? Có, tiếng sấm cũng nghĩa là chuẩn bị mưa. Mà mưa xuống ấy thì mình mang đồ đạc ra mình hứng nước mưa mình dùng.
Các cụ ngày xưa là toàn thích nước mưa dùng dần đấy. Trời ơi, thế thì đó không sợ bụi mịn à? Nước mưa từ trên trời rơi xuống nó có bụi mịn chứ còn gì nữa. Bụi thì mình bỏ cái đợt đầu đi, mình hứng cái đợt thứ hai. Này, nước đấy bây giờ mới là nước sạch nhá, trong vắt. Đấy là kinh nghiệm của các cụ đấy. Này phải công nhận đấy, anh Xỉu thiếu nước thì thông minh hẳn ra. Đỉnh của đỉnh. Đã, bây giờ em về thông báo tất cả họ nhà em ra hứng luôn. Chưa cả tuần vừa rồi ấy, chưa đánh răng tắm giặt gì cả. Chưa được lọc nước của chúng tôi khô hết luôn. Về đi tổng vệ sinh đi, tổng vệ sinh đi. Luôn tổng. Tổng vệ này. Sao con ngồi ngay mặt ra đấy? Mang đồ đạc ra khẩn trương, nhanh lên. Trời ơi, cái này mà gọi là người thành phố à? Này, Mông Thú Vị. Gì đấy? Bà có bị làm sao không chứ? Sao? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, là vứt rác ấy thì mang ra cái chỗ quy định vứt. Tôi vứt ở cạnh nhà tôi chứ ảnh hưởng gì này? Tụi em không cần đâu chị ơi, sao chị dùng nhiều túi ni lông thế? Bây giờ mọi người đang hạn chế dùng rác thải nhựa. Chị chuyển sang dùng hộp giấy với túi giấy đi, có khi đắt hàng hơn đấy. Chị bán có cái bánh trưng với lại cốc nước chanh thì có cái gì đâu mà phải túi xịn với hộp xịn. Chị ơi, thấy môi trường bây giờ rất chi là ô nhiễm. Nào là bụi mịn này, thủy ngân, rác thải này, gì. Em thấy là chị nên mua cái khẩu trang dọn cái mõm vào. Em vừa đưa mẹ và bảo vợ ra ngoài bến xe xong, trên đường đi về xóm xóm là thấy chị đã thích lô. Chưa kịp chào ấy, chị liền thấy cứ ho sung. Ôi dồi ơi, sau là mặt mũi là tím ngắt, ngã vật ra là em không thể đấy nữa. Làm sao thế, như buổi sáng thấy vẫn bình thường cơ mà. Hít nhiều cái khói bụi mịn quá chứ còn làm sao nữa. Everybody make a donut. Everybody make a donut.